Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một con máy Vigano anh em, động cơ xăng Vigano anh em ha, 168F-2 anh em ha, anh em cốt xéo anh em, L này anh em, -2L là cốt xéo anh em à, là cốt nằm bên trái anh em, L là tiếng Anh là kêu là bên trái anh em, thì hôm nay thì Quang Thái quay cho anh em xem về cái con cốt xéo này, là lâu nay Quang Thái không quay cốt 20 anh em, cốt xéo ha. Anh em để ý cái mẻ này 168F-2L ha. Đấy, thì là cốt nằm bên trái của động cơ anh em. Thì đây Quang Thái cũng khách hàng cũng mua một máy Quang Thái đóng cho khách hàng đây. Thì anh em nhìn lên thùng là anh em biết cái model này anh em à. 168 này, đây 1680 ha. Là gốc thẳng này, 168F. -2L nha anh em, đây anh em ha. Thì động cơ không á là 17 cân ha. Anh em ha. Mà nguyên thùng là 19 cân anh em ha. Con này thì Quang Thái đóng cho khách hàng. Giờ Quang Thái quay chi tiết mấy cho anh em xem ha. Đấy thì anh em mặt trước rồi của máy đây anh em. Anh em mình mua về thì nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha anh em. Đấy. Mình mua về nó còn mới thì mình nhớ đổ nhớt vô ha. Nhớt máy vô thì đâu đó cũng tầm 0,6 lít anh em. 0,6 lít. Đấy. Để Quang Thái xay máy cho anh em xem. Máy này chưa có dầu nhớt thì nó tầm 17 cân anh em. Nguyên thùng là 19 cân ha. Seri máy đây nha anh em. Seri máy này là bảo hành anh em. Đây, 168F này, -2 này. L này anh em ha. 6,5 này. Cái dây đồng cái động cơ này là 6,5. Vigano anh em ha, công tắc ở phía mặt này công tắc. Đây là Vigano ha. Bảo hành điện tử nha anh em. Anh em nhớ cào cái dãy số để gửi tới tổng đài đỡ người ta bảo hành cho công ty bảo hành cho anh em ha. Còn đây là tem của nhà sản xuất đây anh em. Tem này anh em quay nó hơi mở này, ngựa ra ánh sáng này anh em. Đó, anh em thấy không, tua này tua 1800 nha anh em, lưu ý tua 1800 này, động lên 17 cân ha, 196 cm khối ha. Đấy, sơ sơ anh em. Thì mới khói luôn lại sơ sơ. Đây cốt xéo này nè anh em thấy không, đây là cốt xéo ha, là ghi chữ là -2L L là bên trái động cơ này nè, bên trái động cơ nha anh em, cốt nằm bên trái động cơ, còn cốt thẳng là nằm giữa đây ha, cốt thẳng là tua 3600, và đây là cốt xéo dùng cho mấy anh em mình chạy vỏ lái rồi ở miền Tây anh em. Đấy, cốt 20 nha anh em lưu ý hàng chuẩn hàng Vigano là cốt 20 hết anh em ha. Thì anh em đổ nhấc máy vô đây tầm 0,6 lít anh em, đỡ cái máy như thế này anh em đổ vô 0,6 lít anh em nhìn mà có cái nó có cái thước này anh em, hai bên nhưng mà mình bên nào dở thì mình lấy ha, nó có cái thước này anh em, từ lâu cho tới hai này anh em ha. Ở trong đây chắc nhà máy đỡ ít nhất, không có người ta đỡ một ít để cho nó khỏi xét đồng thôi anh em ha, khỏi xét nhông đồ trong này thôi anh em ha, cốt rồi thôi anh em ha, người ta đỡ một ít thôi, dầu nhớ trong đây cho mình gì mình đổ 0,6 lít vô, nó có cái thước này anh em, lưới này nó có lâu này ha, lâu giữa hai này thì mình ở cái đoạn mình đỡ tối thiểu và tối đa thì mình cứ đúc vô nó tầm gần là chữ hai là ok ha anh em ha. Chứ anh em đừng có đổ nhiều quá, anh em đổ nhiều quá là nó nhiễu dơ dưới phần nữa là nặng bê tông nha anh em. Khi mà động cơ mình nó nổ á, bê tông nó đi xuống á, nó gạch nhớt á thì nó nặng động cơ mình, ì động cơ ha anh em ha. Đấy, anh em nhìn cái chi tiết hoàn thiện không, cái sắc sảo ha. Hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao anh em ha. Đấy, anh em thấy lóc không, sáng không, đầu bò ha, bộ lửa. Sơn cũng sắc sảo nè, không phải hàng này hàng Việt Nam chất lượng cao nè, không phải hàng giá rẻ đâu nè, mà cái đây là cái bì đây nó bỏ trong thùng nữa, trong ẩm anh em,
Đây ke đây anh em ơi. Ke Fuji ha. Công nghệ Nhật. Ke Fuji anh em. À, đây là nắp số bắp anh em ha. OHV. Động cơ 4 thì OHV ha. Ke này Hoàng Thái không có bán luôn anh em. Thì ke này thì tầm 230.000 ha. 230.000 một cái bộ ke này ha. Mình xin con anh em. Mình con. Bô này. Bô E này. Bô lửa đây anh em, đây bô E ha. Mình phải mở cho anh em xem. Bỏ vào đây ra. Anh em. Lọc giấy anh em ha. Anh em thấy lọc giấy không? Nó lọc mút phía ngoài rồi lọc giấy phía trong nữa là khá đảm bảo anh em. Cái này là cái lọc lọc giấy này là về dùng mấy cái hàng mà dạng như chất lượng nó mới có nha anh em. Còn mấy cái hàng giá rẻ thì nó chỉ một dạng lọc mút thôi anh em. Lọc giấy này làm cho một cái lượng oxy đi vào máy ha. Đi vào máy là oxy sạch nó là nó bền máy mình. Cái lọc không kỹ là nó vô là nó hở bẹt anh em. Bụi vô á, sức. Sức nồng anh em. Sức nồng rồi mài mòn lâu anh em thì nó sẽ hở bẹt. Hao nhớt. Em lưu ý là phải sẽ mình dùng thời gian á, nhớ lấy ra mình phủi bụi ha. Mình vũ bụi có bình hơi thì càng tốt ha, mình xịt bụi ha. Để đảm bảo mấy mình anh em ha. Còn động nhất động cơ á thì anh em dùng thời gian, ví dụ dùng nhiều thì khoảng tháng hơn tháng mình thay nhất lần ha. Mình đổ nhất ra. Còn nếu mình dùng ít thì 2 3 tháng ha, 2 3 tháng, 3 4 tháng mình thay nhất lần anh em ha. Chứ đừng đỡ nhất vô quá anh em ha. Đấy. Hàng Vigano thì đảm bảo rồi. Khe tốt rồi. Chắc là hàng Việt Nam mà anh em. Hàng Việt Nam chất lượng cao anh em ha. Thì cái đợt này Văn Thái về là toàn là tất cả những cái con máy này đều là 6 người rưỡi cốt xéo hết nha anh em. Đấy anh em thấy cái hiệu không? 168 này là 168 là mẹ của 6 người rưỡi ha. Trừ 2 ha, trừ 2 L là cốt xéo nằm bên trái nha anh em. Trừ 2 anh em là cốt xéo á. Tua ngàn tám anh em, lưới là cút xéo là tua ngàn tám hết nha anh em, cốc thẳng là tua 3.600 anh em ha. Đấy, đây là thư này, thư của Vicano này anh em, trên thùng của Vicano đó anh em. Thì công ty này được thành lập từ năm 1967 anh em. Anh em nhìn cái thông tin là công ty gửi cho khách hàng ha. Công ty Vicano và anh được thành lập từ năm 1967 là nhà sản xuất động cơ máy nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, hàng đầu Đông Nam Á anh em ha. Với công nghệ chuyển giao từ tập đoàn này anh em. Kubota của Nhật anh em ha. Anh em có nhớ thương hiệu này không? Kubota là của Nhật là nổi tiếng anh em. Đấy, chuyển giao từ công nghệ của Kubota sản xuất Vigano và Vinebro được nhập khẩu đến hầu hết các châu lục thế giới. Anh em à, đây mình thấy quan sát cho anh em đọc cái thư của bộ dây chuyền sản xuất của công ty được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế anh em, về chất lượng ISO 2015. Mình thấy quay hơi rung ha. Đấy, anh em năm nay là con thấy đọc năm nay vậy là hiện nay công ty là được sản xuất đi là từ Mỹ nè, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu anh em ha. Đây nhà máy ở Việt Nam, ở Biên Hòa Đồng Nai mình nè anh em. Đấy anh em ha. Đấy thì con thấy quay cho anh em xem về thông tin của công ty ha. Thông tin về sản phẩm và nơi sản xuất của sản phẩm này anh em ha. Vicano, hàng Việt Nam chất lượng cao anh em ha. Giờ Quang Thái cũng xin dừng clip. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em cho những clip gần nhất. Bye bye anh em.